Thưa quý vị, hiện nay trên thị trường dòng sản phẩm sofa được sản xuất với nhiều chất liệu khác nhau như vải nỉ, vải nhung. Đặc biệt là sofa da đang được đông đảo khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên đã có rất nhiều hãng đưa ra sản phẩm sofa da với phân khúc khác nhau nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ khiến cho người tiêu dùng hoang mang trong việc lựa chọn sofa da. Vậy sofa da khác gì những loại sofa khác? Tại sao sofa da lại được nhiều người ưa chuộng trên thị trường? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Đứng trước thực trạng sofa da không rõ nguồn gốc xuất xứ được nhiều đơn vị cung cấp ra thị trường khiến cho khách hàng đang phải lo lắng mua nhầm hàng kém chất lượng. Công ty cổ phần đầu tư Kelly đã nhập khẩu và phân phối ra thị trường dòng sản phẩm sofa da thật đến từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là sản phẩm của Chatterdad, tập đoàn sofa hàng đầu châu Âu. Khách hàng khi mà lựa chọn các cái sản phẩm sofa nhập khẩu cao cấp thì đầu tiên cần phải nên lưu ý là cái thương hiệu mình mua ở đó là thương hiệu gì, nó có phải là một thương hiệu lâu đời hay đã có tiếng tăm ở trên thế giới hay không, hay nó chỉ là một cái nhà máy nhỏ hoặc là còn có những đơn vị họ tạm nhập tái xuất qua những khu vực châu Âu để có thể có đầy đủ chứng chỉ mang về cho khách hàng. Thứ hai nữa là chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu để xem các cái chứng chỉ CO, CQ liên quan đến nhập khẩu để xem là đây có phải là những cái sản phẩm thực hay không. Và thứ ba nữa là cái uy tín của nhà cung cấp đã đủ lâu đời hay chưa, hoặc là họ đã có những cái sự giữ gìn uy tín như nào trong suốt bao nhiêu năm trên thị trường Việt Nam để chúng ta có thể lựa chọn được những cái sản phẩm cao cấp nhất cho nhà mình. Sofa da của Kelly là sản phẩm sofa da thật 100% được sản xuất từ da bò cao cấp đến từ các nhà máy thuộc da lâu đời của nước Ý. Như da bò được thu thập từ những con bò to khỏe được chăn thả trên đồng cỏ Nam Mỹ và Bắc Âu. Sau khi thu thập, da bò được thuộc thảo mộc 100%, hoàn toàn không phủ hóa chất. Chính vì thế rất an toàn cho sức khỏe của người dùng, vì đây là sản phẩm da thật nên tạo cảm giác mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi biết đến Kelly thông qua một người bạn, và sau khi được người bạn giới thiệu thì vợ chồng tôi có đến showroom của Kelly. Được các bạn tư vấn viên giới thiệu thì chúng tôi đã quyết định lựa chọn Kelly cho căn nhà của mình. Và sau một thời gian sử dụng sản phẩm thì tôi thấy sản phẩm của Kelly rất là chất lượng. Thứ nhất là thiết kế rất là tinh tế, tỉ mỉ và phong cách rất là hiện đại, phù hợp với những căn hộ như chúng tôi. Ngoài dòng sản phẩm sofa da, Kelly còn cung cấp những mẫu bàn ghế ăn độc đáo. Những chiếc bàn ăn của Kelly được làm từ đá nhân tạo gốc Thạch Anh, có độ bền rất cao, khó bị chảy xước hay nứt vỡ. Với bề mặt đặc khít, không có các kẽ nứt hay lỗ khí, khiến cho thức ăn, đồ uống không thể bám cặn trên mặt bàn, gây ố vàng. Người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm dùng bữa mà không sợ lây lan những vi khuẩn có hại cho đồ ăn, đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Để lựa chọn cho gia đình những sản phẩm nội thất nói chung và sofa da nhập khẩu nói riêng, người tiêu dùng cần tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ và lựa chọn những nơi cung cấp uy tín, chất lượng.